Chào mẹ cháu nhá, mẹ cháu nhận em bé nhá. Em bé đã tiêm rồi nhá mẹ nhá. Em thử tiêm một tiếng. Không, nhiệt độ trước khi tiêm và sau khi tiêm nhiệt độ bình thường mẹ nhá. Con trước khi tiêm con cũng ổn định nhá. Mẹ nhìn giúp cô số mẹ Thanh Mai này, 7956 ạ. Dạ.